Xin chào cả nhà đã quay trở lại với kênh của Huyền Tiên nha. Thì bất ngờ khán giả bây giờ đến rất là đông, cả nhà đứng hai bên mộ của cộng năm. Rất là đông nha cả nhà. Chào ông. Anh. Đó, bây giờ là đang quá đông luôn nha cả nhà. Có cô chú vài phiến rất là đông. Ở phía bên trong kìa, đang chị đi vô đây. Đi lên, vô đây theo em, theo em nè. Đấy. Đang cúng nhà. Chào chị yêu nha. Đừng có quay chị nha. Dạ không ạ, không quay. Ủa ngày hôm qua mình bỏ con dao, bỏ con dao. Em chào chị quay chị nha. Cúng bún tương hả? Quay đâu có đăng lên đâu mà lo. Không quay. Không quay cái mặt chị đâu. Mày quay bia nè. Thôi, bia bản quyền không được. Nói gì em bản quyền thôi. Cái món này mà nhìn chảy nước miếng hay không hả? Dễ thương em quá. Đơn giản mà sao nó sức hút cực kỳ lắm nha. Ôi, cái này là độc quyền món gì biết không? Nước tương. Mà hôm nay chị hình như chị đã độc quyền nước tương này là chị là nói là sao nguyên chất phải pha ra đúng không chị? Hả? Nước tương này nguyên chất phải pha ra đúng không? Không không không. Mà chạy ra ngoài mà mua chén đi. Chén với đũa đi. Chỗ nào? Tụi em được mình có bán nè chị hai. Có không? Có. Để tôi đi. Ủa 20.000 bạc cái đó. Rất là ngon nha. Tao làm đi tôi ra tôi mua nói cho tôi mua. Mua cái dao nhỏ luôn chị hai. Bà nhá, bà xã nay như đỡ rùi á bà xã. Hả? Nay như đỡ rùi bà. Ừ. Ủa sao kỳ ta, không lẽ không, tại vì sáng giờ mình cũng đi đầu hai hết rồi. Dẹp bớt á. Cái đó là gì nữa chị? Cà phê muối. Cà phê sữa muối hả? Cà phê sữa muối. Lạ vậy, em mới nghe luôn á. Có đá mì không? Không. Mình bỏ muối vô hả chị? Ừ, có đá mì không? Này khán giả không cho đem vô bên bảo vệ không cho đem đá vô nhiều. Mua 2.000 thôi chị à. Ăn cái đó thì cho. Quy định rồi. Bữa nay đập cái áo rồi nó hầm. Đá bên kia mà sáng sớm không phải đá nha, không phải đá mang vào. Rồi đang chuẩn bị cúng bún nha cả nhà, bún chay. Bỗng dưng quá trời đông luôn cả nhà ơi. Mình ở đây mình che cho mấy cô chú đến tiếng mời. Có lòng đến tiếng luôn nha cả nhà. Rồi lại ông Năm đi. Nè, ăn năm. Ăn năm nha, phù hộ nha. Cái nằm dưới hương nha. Chị ơi, chị. Chị, hãy xuống luôn đi.
rồi lại nữa đi, ngồi xuống lại ăn đi, rồi ăn lên, chúng ta lại đi cầm đi. Rồi, ăn đây. Sao không chồng nhìn em bé hả? Rất là đông nha cả nhà. Nó ai cũng đến đây là sờ vào cái mộ của cậu cả nhà, sờ vào cái hình rất là thương luôn cả nhà ơi. Trời mặc dù rất là nắng nhưng mà cô chú anh chị vẫn không có sợ nắng mưa, cũng đến đây viếng cậu, rất là cảm động. Mà còn dài đó, bây giờ mình sửa lại thôi chứ mình đừng có rút ra luôn nha. Cái đó là khán giả nói lắm đó, mình chỉ sửa lại thôi. Tại phải hơn nửa cây hoặc là hết kìa, cái này mới hết thôi. Dạ, tại vì mới thì cũng còn chỗ à. Đó, cả nhà. Đó, thì bây giờ anh cũng chuẩn bị rút những cái nhang nhỏ ra. Nhang nào dài anh đừng có rút nha. Chị nào chị? Đây đó, đó hả? Đúng. Chị nó đi theo ống tiền nhỏ. Cái gì? Đi gặp ống tiền nhỏ nên là giờ không ổn á, giờ phải theo đây thăm ổng. Ờ, giờ chị đó là gặp ổng từ nhỏ luôn hả? Có đi theo ổng như nào, theo ổng hát không? Không, chị đi coi ổng ca dưới quê thôi. Bà còn nhỏ quá. Ổng ca hay nên giờ bà đi thăm. Hay, tức là chú hát chỗ nào là chị gần quê chị là chị đi coi hết. Hứa ra nha anh, chứ chập lại là chút nữa cháy luôn á. Để mai em mua cho cá bầu tay. Còn kia rồi chị, còn kia mới đi ra kia đó chị. Đi ra kia. Đó, qua để đó là hết em à. Cái này mà giao cho anh em mình là còn hôm nay đến rất là đông luôn của chú anh chị không? Thấy chưa chị? Thấy chưa? Thấy ha. Ta cúng cái vợ ta cúng. Trời ơi, thấy chị muốn khóc luôn. Cái gì xúc động quá. Tao muốn khóc rồi chị. Chị em thấy chị giống như người dân tộc đúng không? Ừ. Dạ, Sóc Trăng hay là ở Trà Vinh chị? Ở An Giang. Ở An Giang thì ở An Giang. Dạ. Yeah. Ngày xưa là chú hay về An Giang với Đồng Tháp mà hát lắm. Có về thăm chị một lần một. À. Nếu về thăm chị lần một thì lúc đó là vào năm mấy chị? Chị con nhớ lúc đó chị nhỏ xíu. Nhỏ xíu ha. Không nhớ năm ha. Dạ. Thì hôm nay trở lại đây viếng mộ của chú thì có những cái điều gì mà tâm sự về chú mà khi thấy chú ở ngoài đời đó, chú là người như thế nào, có thể là chia sẻ cho tất cả bà con cô bác được biết không chị? Chị là chị mến mộ chú hát của ổng, với chị thấy ổng là người rất là ngay thẳng, lương thiện, rồi hay giúp đỡ người thì. Dạ. Ủa, ai điện cái gì chị? Nghe tiếng nhạc. Anh Tý cũng làm nhiều cái hết hồn luôn. Tý ơi, Tý 15 mét làm anh nhiều cái hết hồn à. Tự nhiên mất cái lông công, em tưởng đâu mất cái gì, con công hay gì sao mất lông công, mất cái lông công thì mình mất là có người đó.
Rồi chị đến đây chị có điều gì chia sẻ đến bà con cô bác trên cộng đồng mạng về chú không chị? Không. Không ạ. Hôm nay mấy cô chú về nó đông như cả nhà nên là Tiên cũng sẽ quay tầng cảnh cho cả nhà xem thôi nha. Không cũng vẫn gì nhiều vì quá đông rồi. Có câu gì chị? Đó, theo khán giả đứng phía bên trong nữa cả nhà ơi. Nhiều lắm nha. Đó. Ông ca trong cái nhiều lắm nhưng mà ở ngoài thì nó đang tú. Nên được đấy. Bài vẫn và cái video của Hiện Tiên kết thúc với cả nhà. Chúc cả nhà có một ngày làm việc vui vẻ nha. Đi, 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 đi.